Hello everyone. Ok, play game nha mọi người nha. Let's go. Mình sẽ chơi lại game này nha mọi người ơi. Để phần sau mình sẽ chơi những game mới cho mọi người coi. Ok, vào thang máy này. Di chuyển nhé, xuống cầu thang này. Mình cho âm lượng tăng lên một chút nhá. Trả chìa khóa đây. Catch the baby. Mày chạy nhanh quá. Ôi rồi ôi. Mình sẽ chơi piano nha. The baby in low. Play the piano. Ok. Let's go. Quấn chưa? Khô lắm, nó vẫn còn khô lắm mọi người ạ. Tiếp tục này. Di chuyển bị lắc một chút nha, tiếp tục nha. À, một chiếc đĩa CD. Chạy nhanh lắm mọi người. Đã bị lấy mất chìa khóa, tắt nhạc luôn. Tiếp tục nhá, mình chuồn thôi. Không được mọi người ạ, chắc là phải đi theo con thỏ rồi. Mình lắp pin nha. Đùa hơi dai nha. Mình phải bắt nhốt con này vào sao ấy. Nhốt vào thùng này nha. Con này nó giả vờ giả vì đấy mọi người à. Chạy thôi, running up. Thằng máy chuồn nha.
Không ai ở đây chơi nữa đâu. Ok, kích tơ bút gì này. Quit game nha. You can argue anyone's boss anymore. I'm not happy that way. Thì là mình thay trang phục cho nó nha. Oh, the phone's steady, I'm gonna check. I'm afraid! Xỉu. You anything I could read for a few minutes? Mình sẽ dùng súng nè. Thế thôi, hành nó nhiều quá trách mình ấy. Ok, qua game mới này. Rơi quá. Nhanh được. Ok, qua game mới này. Em gọi lẹ thôi đúng không mọi người? Game gì mà chơi ví dụ mà nhanh quá thì mình sẽ chơi tầm khoảng 1 2 ván nhá, còn game nào mà lâu thì chơi 1 ván thôi. Bắt đầu này. Cho mọi người trải nghiệm hết sạch game. Thank you.
phòng 4 này. Đang mưa rồi đấy. Đang đi đột nhập vào phòng địa đạo. Vậy nha, 28 rồi. Qua game mới nhá, Roblox đi. Roblox nhá mọi người nhá. À, mình có mạng đấy. Ok rồi. Let's go. Game này đi, mình hay chơi game này này. Vui nha. ông cháu này nấp hơi kỹ. Đó, nhìn đây nhá. Tiếp tục này. Giờ màn này nó cài khó mọi người ạ. Ui, yeah. Kỳ cục nha. Lại một ván nữa, không được thì mình lại qua game mới. Không có gì kẻ. Ấy, ông cháu, đúng không ông cháu, trời. Khôn lắm, mọi người ạ. Trời ơi, tí nữa là toàn ấy. Ui dồi ôi, dạo này game cài gì mà khó ấy.
nhận thấy cái màn này nó là màn khó nhất. Tại vì nó đông quá. Ok. À, thì là đây nhá, đưa xe đi. Ban đầu mình nghĩ cho nó dễ dàng tí đi. Kazi thích chờ 3D nhá. Ok. Vào game này. Màn đầu tiên cho tương ớt vào bát cơm nha. Ok, let's go. Oh, yeah. I'm definitely the best chef in the world. Okay. Oh, thêm mở cửa cái gì? Game bị bà. Thì để mình thoát ra và lại phát một lần nữa nha. Sorry mọi người. Không hay chút nào. Mở cửa không mở cửa được. Chết thôi. Chơi màn khác đi nha. Chơi màn này đi. Ba bể bơi. Ok, ba bể bơi ai. Ôi, nhảy cao quá bị mất máu. Tiếp tục nha. I just want to relax by the poolside today.
Có bà già ấy. Quá xa nha. Is finally gone from my life. Sao lại thua nhỉ? Ảo ma rồi đấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ đốt nhà bà này. Đốt nhà. Có bằng đấy ghế mà mình không cưa hết mọi người ạ. À. Sorry mọi người. It's so cool today. Đủ sao mà trước thử nhá. Không được mọi người ạ. Đủ sao mà trước không nổ. That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Okay, qua game cuối này. Pass game nha. Nào thì bye. Xong lấy chìa khóa, xong rồi chụp tài liệu. Ok ạ. Ông ấy đang ngủ nha. Wow, buổi chiều đẹp quá. Tiếp tục nha.
tạch lạch tạch 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 tạch. Ok, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở video sau.